Một chiếc phòng màu hồng chỉ với 50.000, mọi người có thể ăn nằm cả ngày. Hello mọi người, đây là Bảo đây. Thường á là những ngày rảnh rỗi thì mọi người sẽ đi đâu ta? Còn Bảo sẽ đi tìm những cái quán mới nhỏ nhỏ xinh xinh giống như vậy nè. Chỗ này có tên là Bina Seoul. Ở đây thì nó có 3 tầng, ở phía dưới thì bán những cái phụ kiện trang sức. Thiệt luôn, cái tay nhỏ này không có làm ăn gì được hết trơn. Đụng vô cái gì cũng hư bột hư đường. Và tông chủ đạo của quán là màu hồng rất là baby cute. Lầu 2 và lầu 3 thì quán sẽ làm theo kiểu cà phê dạng kén. Mỗi phòng thì sẽ có khoảng 5-6 buồng riêng tư để dành cho các bạn sinh viên khi đến đây có thể vừa nghỉ ngơi mà vừa có thể học bài. Nhưng mà hầu như ở đây người ta đến để chủ yếu nghỉ ngơi thôi. Mỗi ở đây sẽ được chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ và còn có quầy truyện tranh để mọi người rảnh có thể đọc truyện hoặc là chơi game. Mọi người nhìn mấy cái cuốn truyện này biết chuyện gì không? Nhà ai mà không có máy lạnh đó thì có thể vô đây tránh nóng cũng khá là ok. Phòng được lót nệm rất mềm và êm ái. Vô đây thì khỏi có sợ ai làm phiền luôn. Sẵn khoe với mọi người một xíu, tôi mới được tặng hộp bánh ngon quá cho nên mang theo ăn luôn. Về nước và đồ ăn ở đây dao động từ 53-58 ngàn. Ở đây có cái món cơm trộn Hàn Quốc ăn rất là ngon, mọi người nên thử. Cơm được xào vừa tới, mềm dẻo và nêm nếm đậm đà. Bên trong cơm thì có cà rốt, thịt nguội, rong biển, vân vân và may nhiều loại topping nữa. Và hôm tôi đi có gọi thêm một cái dĩa đồ chiên. Vừa xem phim mà vừa gặm nhắm mấy cái này đi thôi, còn gì để chơi nữa. Và ở đây nằm tại 34 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3 nha mọi người. Ăn no, giờ đi ngủ với ba mọi người.